Tôi chào tôi thuê các bạn nhé. Thì bây giờ là tôi đến giờ để lấy dùn. Bây giờ tôi dội cho các bạn xem cách lấy dùn, phá chế cách lấy dùn rất đơn giản mà nhanh nhé. Đây là lấy dơ ban này các bạn. Để tôi cho bắt tôi dội. Đây là chỉ còn ra lần thung một tí nhé. Đấy, ra lần thung một tí. Bây giờ tôi dội cho các bạn xem một số tôi dội nhé. Đây các bạn. Tôi rồi ra được số trong thì nó tôi nó lên tôi quay cho các bạn xem. Giờ tôi ngồi đợi tôi chơi nhé. Bạn kìa, lên kìa. Đấy. Thằng bao lên đã. Tôi đảm bảo với các bạn tôi dội một số tí nữa đèn chi luôn. Đó là kinh nghiệm của tôi. Còn không biết các bạn thế nào thì tôi không biết được. Đó các bạn, phía sàng. Đó là tôi dội chỉ có ra nửa thùng nhé. Đây này. Đây này các bạn. Đây này, úi xổ. Như bay trên trường. Khủng khiếp. Bạn đang xài cái này. Đấy. Ôi trời ơi. Đấy là có chưa đến một thùng thùng rồi các bạn. Này. Ôi trời. Hái rồi các bạn. Bởi vì tôi dội mấy vài thùng là mai tôi không phải dội. Để tôi dội luôn mấy một hai hôm là để tôi ở nhà tôi đàn hòm cho toàn thể các bạn nhé. Đây này các bạn nhìn này này. Đấy. Đây. Hái không các bạn? Rất hái nhé. Tôi nhấc chân ra không nó lại bò hết. Nói chung là làm cái gì nó cũng phải có kinh nghiệm các bạn. Đây này. Bò ra tận rất nhiều. Nó bò ra cả xà.
Đây thì lại kẹt xi luôn. Đấy xem các bạn xem phát cái mua lại tôi lấy dùn tôi quay được bao nhiêu phút là đấy nè đủ ngày một một buổi đánh còn tí nữa tôi dội thành mấy hôm tôi phải đi. Xả liền. Bạn vẫn thoát đâu này, này. Bởi vì tôi mới rụi, tôi phá chế thế này. Có con nào lên hết ngay. Đây này các bạn, một số nữa nhé, ăn lửa một thùng nữa, đây này, đấy một thùng nữa. Đây cũng có rất có mụ này, nhiều mụ này các bạn, bởi vì mấy hôm trước là ở đây nó ngập là tụ vào một chỗ, thế là tôi chỉ phải dội. Tôi chào tất cả các bạn nhé.